Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Đây là chương trình được phát sóng vào mỗi thứ ba và thứ bảy hàng tuần, nơi chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư và đặc biệt là những trang sách hay tới bạn. Bạn thân mến, bạn phải tin rằng ngày mai sẽ đến. Cho dù bạn đang một mình bước trên con phố chẳng hề thân quen nơi đất khách quê người, hay khi bạn đang vui cười dùng cơm với bạn bè nhưng lại bất chợt vụt qua một thoáng cô đơn. Cho dù lúc này bạn đang ngồi trong thư viện, học mãi vẫn không thuộc những từ vựng tiếng Anh, hay bạn đang hoang mang trong về tương lai vô định, không biết nên đi theo hướng nào. Cho dù lúc này bạn đang nỗ lực theo đuổi ước mơ, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể rút ngắn khoảng cách, hay bạn dần dần đã chẳng còn tìm thấy ước mơ của mình nữa, bạn cũng phải tin rằng ngày mai sẽ đến. Có những khi ước mơ của bạn quá lớn, người khác cảm thấy hoàn toàn bất khả thi. Có những khi ước mơ của bạn quá nhỏ, người ta lại nói bạn không có hoài bão. Có những khi bạn kể về ước mơ du ngoạn vòng quanh thế giới trong tương lai với người bạn thân thiết nhất, nhưng lại chỉ nhận được sự khinh thường khiến bạn không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Có những khi bạn đột nhiên nhắc đến mong muốn mở một cửa tiệm nhỏ, nhưng lại nhận ra người đang nói chuyện cùng mình vốn chẳng hề lắng nghe. Nhưng vậy thì đã sao? Tương lai vốn thuộc về chính bạn, hoài bão vốn là của chính bạn, không ai có thể thực hiện ước mơ giúp bạn cả. Có lẽ tại rất nhiều thời điểm, điều chúng ta cần chỉ là một câu cổ vũ, một câu an ủi của bạn bè thôi, vậy mà chúng ta cũng chẳng nhận được. Dẫu vậy, hãy cứ tin tôi đi, vẫn còn rất nhiều người trên thế giới này muốn cùng bạn sẻ chia tâm sự. Bởi chúng ta đều giống nhau, đều bị cho là cố chấp, đều đang theo đuổi những điều vốn chẳng có giá trị trong mắt người ngoài. Nhưng dù thế thì đã sao nhỉ? Người ngoài đâu phải là bạn, đâu thể hiểu tâm tư của bạn, bạn cần gì phải giải thích nhiều. Thế giới này sẽ ngăn trở bạn, những khó khăn cũng sẽ ồ ạt ập đến, nhưng mấu chốt thực sự nằm ở chính mình, rằng bản thân có đủ kiên cường hay không. Thế giới này nào có ai chưa từng chịu tổn thương, nhưng có thể chữa lành những vết thương đó cũng chỉ có chính bản thân chúng ta. Đôi lúc chúng ta rất lười, lười phải đầu tư tình cảm cho một mối quan hệ, lười phải bước vào cuộc sống của một người khác. Có những khi, người tình cờ lướt qua bạn ngày hôm qua, hôm nay đã vô tình xuất hiện trong sinh mệnh của bạn. Có những lúc, người bạn quan tâm hết mực lại lặng lẽ rời đi, bỏ lại sau lưng tất cả hồi ức. Thời cấp 2, bạn thầm yêu một cô gái, dũng cảm bày tỏ với người ta. Cuối cùng, hai người còn chẳng thể làm bạn. Thời cấp 3, bạn lại yêu một cô gái khác, có điều lần này chẳng dám tỏ tình. Nhưng bạn đâu biết rằng, người con gái đó cũng thích bạn, cũng luôn chờ đợi lời bày tỏ ấy. Và thế rồi hai người bỏ lỡ mất nhau. Lên đại học, lại có một người khác tiến vào cuộc sống của bạn. Bạn và người ấy yêu nhau vô cùng thắm thiết, nhưng kết quả, hai người vẫn chia tay. Tất cả mọi chuyện đều đã qua, bạn vẫn một mình lẻ bóng, thỉnh thoảng sẽ cô đơn, thỉnh thoảng sẽ đau buồn, cũng sẽ mong muốn được ôm ai đó trong vòng tay. Vậy nên bạn vẫn đang chờ đợi. Không sao, chắc chắn bạn sẽ chờ được đến lúc ấy thôi. Bạn nhất định phải tin rằng người đó, sau khi phải trải qua rất nhiều chuyện trên đời, cũng đang đi tìm bạn. Điều bạn cần làm nhất bây giờ chính là chăm sóc bản thân thật tốt, để khi giây phút ấy tới, bạn và người ấy sẽ gặp gỡ trong trạng thái hoàn hảo nhất. Bạn từng cho rằng sẽ không bao giờ quên được những tổn thương mà mình phải chịu, nhưng rồi tất cả cũng sẽ phôi pha. Bạn từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được người từng rời bỏ bản thân. Thế nhưng sau đó bạn lại nhận ra chẳng có ai không sống nổi khi phải rời xa một người. Bạn không thực hiện được những ước mơ từng nói trước đây. Thế nhưng trong quá trình nỗ lực thực hiện, bạn sẽ tìm ra một tôi khác mà mình yêu thích. Có thể sau cùng, bạn sẽ chẳng thể đi vòng quanh thế giới, cũng đâu có sao, bởi bạn đã được ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ nhất thế gian này cùng người ấy. Có thể sau cùng, bạn không đổi danh đến mức ai ai cũng biết, cũng đâu có sao, bởi bạn bè đều rất vui mừng vì quen được một người như bạn. Có thể sau cùng, bạn cũng chẳng thể nắm tay người bạn yêu thương, nhưng cũng đâu có sao, bởi bạn đã bước vào trái tim người ấy rồi. Thực ra nhiều lúc, chúng ta sẽ bất giác thay đổi chỉ vì những chuyện vụn vặt. Chúng ta vất vả như thế để tới được thế giới này không phải là để đau lòng vì những việc không hoàn hảo mỗi ngày. Khi vừa chào đời, chúng ta đã khóc đủ rồi.
Hơn nữa, chẳng ai trong chúng ta có thể sống lại, vì thế đừng nên tiêu phí thời gian để suy sụp. Tin tưởng, cô đơn, yêu thương, hận thù, lãng phí, xông pha, mơ ước, hối hận, nhưng bạn nhất định phải tin rằng ngày mai sẽ đến. Ai mà không từng thất vọng, ai mà không từng phụ lòng tuổi trẻ. Chúng ta của hôm qua còn ngập tràn tuyệt vọng, nhưng ngày mai sẽ lại đột nhiên thức tỉnh, tiếp tục đi về phía tương lai. Chúng ta rốt cuộc cũng sẽ tìm được dũng khí mỉm cười bước về phía ngày mai. Thích ai thì hãy theo đuổi, bởi có thể trong cuộc đời này bạn sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội để nắm tay người đó. Có mơ ước, hãy nỗ lực thực hiện, bởi trong cuộc đời này, hiện tại không dũng cảm cố gắng, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội. Bạn phải tin, nhất định phải tin rằng ngày mai sẽ đến. Các bạn vừa lắng nghe đoạn trích rất hay trong cuốn Đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành của tác giả Lưu Thứ Hạo. Đây cũng là lời nhắn mà Skybook Radio muốn gửi tặng tới các bạn. Nếu hiện tại bạn đang bước trên một ngã rẽ chẳng thấy rõ được tương lai, hãy nhớ rằng nhất định phải tiếp tục hành trình, bởi chỉ khi bạn đi qua ngã rẽ ấy, bạn mới biết được điều mình mong muốn. Nếu cảm thấy mệt mỏi, không sao cả, tôi sẽ ở đây bên bạn, mãi bên bạn cho đến ngày bạn bước tới lối ra.